bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với pháp môn giải thoát không không thủ không xả đối với pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với năm loại mắt không thủ không xả đối với sáu phép thần thông không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với mười lực phật không thủ không xả đối với bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với pháp không quên mất không thủ không xả đối với tánh luôn luôn xả, không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với trí nhất thiết không thủ không xả, đối với trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả pháp môn đà la ni không thủ không xả, đối với tất cả pháp môn tam ma địa không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với quả dự lưu không thủ không xả, đối với quả nhất lai bất hoàn a la hán không thủ không, không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với quả vị độc giác không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với tất cả hạnh đại Bồ Tát không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, đối với quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật không thủ không xả. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao đối với sắc không thủ không xả? tại sao đối với thọ tưởng hành thức không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với nhãn xứ không thủ không xả tại sao đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ không thủ không xả Bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao đối với sắc xứ không thủ không xả, tại sao đối với thanh hương vị xúc pháp xứ không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao đối với nhãn giới không thủ không xả, tại sao đối với nhĩ tí thiệt thân ý giới không thủ không xả, bát nhã ba la mật đa sâu xa, tại sao đối với sắc giới không thủ không xả, tại sao đối với thanh hương vị xúc pháp giới không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với nhãn thức giới không thủ không xả tại sao đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với nhãn xúc không thủ không xả tại sao đối với nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa Tại sao đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không thủ không xả? Tại sao đối với các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra không thủ không xả? Bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tại sao đối với địa giới không thủ không xả? Tại sao đối với thủy hỏa phong không thức giới không thủ không xả? Bát nhã ba la mật đa sâu xa. Tại sao đối với vô minh không thủ không xả? Tại sao đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử sầu than khổ yêu não không thủ không xả bát nhã ba la mật đa sâu xa tại sao đối với bố thí ba la mật đa không thủ không xả tại sao đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa không thủ không xả